là ngày 12 tháng 11 năm 2021, tôi đại diện cho công ty Trung Mỹ đến thẩm mỹ viện quốc tế Dina chuyển giao bộ đôi siêu phẩm tăng cơ giảm béo Juice Cup ID, Juice Cup Plus đến từ hãng Cutera của Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2021, thẩm mỹ viện quốc tế Dina tiếp nhận bộ đôi công nghệ siêu phẩm về giảm béo tăng cơ đến từ Hoa Kỳ. Hy vọng rằng quý khách sẽ đến được trải nghiệm cái dịch vụ hoàn hảo về giảm béo với công nghệ thiết bị hiện đại như thế này. Xin trân trọng cảm ơn.